Để tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thì trước hết bạn cần phải mở một tài khoản chứng khoán tại một công ty chứng khoán được cấp phép ở Việt Nam. Theo quy định tại khoản 3, điều 71, Luật Chứng khoán 2006 quy định về nghĩa vụ của công ty chứng khoán có đoạn ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng. Như vậy việc tài khoản chứng khoán được mở có hiệu lực phải dựa trên hợp đồng bằng văn bản ký giữa khách hàng và công ty chứng khoán và hoàn toàn không có chuyện mở tài khoản chứng khoán online hay mở tài khoản chứng khoán trực tuyến như nhiều website vẫn quảng cáo. Đây là một trong những lưu ý khi mở tài khoản chứng khoán quan trọng nhất. Vậy VN Direct mở tài khoản online cần chú ý những gì? Tóm tắt bài viết 1. Đăng ký giao dịch trực tuyến qua Internet, ứng dụng di rộng bao gồm tên truy cập để quý khách đăng nhập vào tài khoản trực tuyến và tầng bảo mật thứ hai OTP, one time password nhận qua tin nhắn SMS hay qua ứng dụng di rộng điện thoại. 2. Đăng ký giao dịch qua điện thoại, bao gồm mật khẩu 4 số mà quý khách sử dụng để giao dịch chứng khoán qua tổng đài 19005454093. Đăng ký nhận thông báo qua SMS bao gồm SMS miễn phí, thông báo mở tài khoản thành công, đăng ký OTP, tin nhắn OTP, thông báo quyền mua thêm, thông báo co margin, nợ đến hạn, nợ thấu chi, SMS gia tăng, phí 8.800 đờ một tháng và 100.000 đờ một năm, nộp, rút, chuyển khoản tiền và chứng khoán, nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu, cổ phiếu thường cổ phiếu phát hành thêm, hoàn tất thủ tục lưu ký, chuyển khoản đến, thông báo kết quả khớp lệnh giao dịch chứng khoán. 4. Đăng ký tài khoản chuyển tiền, tài khoản nhận tiền tại ngân hàng, là tài khoản ngân hàng mà quý khách muốn đăng ký trước để chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán ra tài khoản cá nhân, tài khoản nhận tiền đối ứng tại VNDIICT, là tài khoản chứng khoán tại VNDIICT của một người khác, người thân, bạn bè, mà quý khách có nhu cầu muốn chuyển tiền nhanh giữa hai tài khoản. Lưu ý quý khách vui lòng thực hiện xác thực chữ ký khi đăng ký tài khoản ngân hàng không phải chính chủ hoặc tài khoản đối ứng, tham khảo tại đây. Năm. Thông tin đầu tư chứng khoán của khách hàng, quý khách vui lòng cung cấp thêm thông tin để VNDI-ICT hiểu hơn về nhu cầu đầu tư của quý khách. Thông tin này sẽ sử dụng cho mục đích tư vấn, hỗ trợ quý khách trong quá trình giao dịch, thông tin tài chính, mục tiêu lợi nhuận, phong cách đầu tư, mức độ hiểu về đầu tư của quý khách. Trên đây là 5 điểm chú ý khi mở tài khoản VNDIICT Online Big Đầu Tư muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng những thông tin vừa rồi là hữu ích đối với bạn. Đừng quên thường xuyên ghé bigdautu.com để cập nhật nhiều thông tin hữu ích bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết. Tất cả là quan điểm cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư của Big Đầu Tư. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tin tức và khuyến nghị đầu tư chứng khoán hàng ngày theo đường link. Khuyến nghị đầu tư chứng khoán và đừng quên một nút like trang Facebook tư vấn đầu tư để cập nhật thêm tin tức và học hỏi thêm nhiều kiến thức về thị trường nhé. Mọi thắc mắc nhà đầu tư có thể bình luận ở phía dưới chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất. Theo Mr. Hùng. 0966 192 366, Zalo 0966 192 366, email bizdautu.com a.gmail.com.